Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mọt Kim. Mùa dịch này ở trong nhà cũng chán, hay là để em gái Mọt giới thiệu cho các bạn một vài tựa game vui vẻ để giải tỏa nhé. Tâm hồn gái gú cũng nhiều rồi, sao không thử vài tựa game động vật nhỉ? Vịt ngỗng thì sao? Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng những tựa game dưới đây mang tính giải trí cực mạnh đấy. Không tin thì hãy thử xem. Thông báo, Mọt Game sẽ thay đổi giờ lên sóng video vào thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần. Update ngay lịch mới của Mọt để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha. Yo, để mà nói về game bữa thì có muôn vàn thể loại trên trái đất này. Chẳng nói đâu xa, Mọt tôi cũng từng có những video về game bữa. Thế nhưng, xin thông báo, đó không phải là tất cả đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần vì Mọt sắp sửa tung ra vài con game sẽ khiến bạn ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa đó. Really, nigga? Như quý bạn và các vị đã biết, chó, mèo, chim, chuột đã xuất hiện rất nhiều trong thế giới game, thì các thể loại gia cầm như ngỗng và vịt lại có tần suất lộ mặt thấp đến đáng thương cảm. Nếu chỉ nói riêng về chó ha, chúng ta đã có một danh sách game vô cùng hoành tráng từ vai chính như Okami đến các vai phụ như Far Cry 5, Final Fantasy 7, Dark Souls, Borderlands 3 hay Metal Gear Solid 5. Thế nhưng nếu thử đổi chó thành vịt hay là ngỗng thì hẳn não bộ của game thủ sẽ chỉ loay hoay xoay quanh vài cái tên cũ kỹ như ông chú Scrooge McDuck keo kiệt trong DuckTales hay con chó mất dạy ở trong Duck Hunt năm nào. Vì sao lại có sự khiêm tốn đáng thương đến như vậy chứ hả? Ngoại trừ một số ít huynh đệ có thú vui nuôi ngỗng để giữ nhà ra thì rất ít ai nuôi vịt hay là ngỗng để làm kiểng cả. Hẳn cũng có một số tay lập dị nhưng mà không đáng kể. Và nếu người ta làm game về một con vịt hay một con ngỗng thì bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra mua hay là không? Đây quả là một câu hỏi lớn không lời đáp cho đến bây giờ mặt vẫn chào. Chính vì lẽ đó, nếu nhắc tới các thể loại muôn thú như chó, mèo, chim, chuột thì chúng ta có hàng tá, nhưng mà vịt hay ngỗng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở cái mùa Covid chết tiệt này thì những thứ kỳ lạ vẫn có tiềm năng để trở thành đặc sản. Thế nên, tại sao không thử nhìn lại một số tựa game cho nhân vật là vịt hay là ngỗng để trải nghiệm trong lúc chờ hết giãn cách xã hội nhỉ? Tôi cảm thấy lo lắng cho bản thân quá, vì hình như tôi sắp nói chuyện được với cái máy tính ở nhà rồi các anh em à. Thôi thì giờ chúng ta bắt đầu khám phá nào, let's go! Từ những bậc tiền bối lão thành như series DuckTales và Duck Hunt. Về cơ bản, DuckTales là một bộ phim hoạt hình nhiều tập do Disney sản xuất, được giới thiệu lần đầu vào tháng 9 năm 1987. Series phim hoạt hình này có tổng cộng 100 tập trong 4 mùa, với tập cuối phát sóng vào tháng 11 năm 1990. Câu chuyện bắt đầu khi chú vịt Donald quyết định gia nhập lực lượng hải quân Hoa Kỳ để đảm bảo cuộc sống cho ba nhóc vịt là Huey, Dewey và Louie. Anh ta đã nhờ ông chú keo kiệt của mình là Scrooge McDuck chăm sóc cho bọn trẻ đến khi mình quay về. Từ đó, các cuộc phiêu lưu kỳ thú mang phong cách vui nhộn của Scrooge cùng những đứa trẻ bắt đầu diễn ra trong DuckTales. Hầu hết các câu chuyện trong DuckTales đều xoay quanh ba chủ đề phổ biến gồm ngăn chặn bọn trộm đánh cắp kho tiền, cũng như những đồng xu may mắn Dam Number One của Scrooge, cuộc đua thám hiểm của nhà vịt đến một kho báu cổ xưa nào đó. Cuối cùng là những câu chuyện có liên quan trực tiếp đến Scrooge, ba nhóc vịt Lunchbat McQuack hay Gyro Gearloose. Một số nội dung kịch bản trong phim được lấy trực tiếp từ bộ truyện tranh Donald của tác giả Carl Barks. Tuy nhiên, không ít tập lại được lấy cảm hứng từ các câu chuyện hoặc truyền thuyết cổ điển. Nội dung được đội ngũ biên kịch của DuckTales tham khảo khá rộng lớn, trải dài từ thần thoại Hy Lạp cho đến những thứ hiện đại hơn như Shakespeare, Jack the Ripper và không thể không kể đến các biểu tượng văn hóa đại chúng như James Bond, Indiana Jones, Sherlock Holmes. Khi bộ phim chuyển thể thành hai phần game là DuckTales và DuckTales 2 trên hệ máy NES, các yếu tố thần thoại này đều được giữ lại để tạo ra những cuộc phiêu lưu đến vùng đất xa xôi vô cùng kỳ thú của ông bác Scrooge McDuck. Trong phần game đầu tiên, game thủ được khám phá những vùng đất như rừng Amazon, lâu đài Transylvania, hầm mỏ tại Mỹ, dãy Himalaya và mặt trăng. Thì đến DuckTales 2, các địa điểm này còn huyền thoại hơn như thác Niagara, tam giác quỷ Bermuda, lục địa bí ẩn Mill và kim tự tháp Ai Cập. Nhìn chung, trò chơi không được đánh giá cao về gameplay và cốt truyện. Tuy nhiên, sức hút quá lớn từ truyện tranh và phim ảnh, DuckTales vẫn có được doanh số khá. Tuy nhiên, khi trở lại vào năm 2013 với phiên bản DuckTales Remastered K,
Capcom đã thất bại. Một tựa game khác về vịt cũng rất nổi tiếng trên NES là Duck Hunt, hay bắn vịt với con chó vô cùng mất dạy khi thích cười nhạo chủ của nó sau mỗi lần thất bại. Khi nhắc về hệ máy NES, nhiều người đều cho rằng Super Mario Bros. Mới là game NES nguyên gốc, còn Duck Hunt chỉ là hãng theo băng Mario. Thực tế, khi Nintendo lần đầu tiên giới thiệu NES vào năm 1985 thì không có sự xuất hiện của Mario, thay vào đó là hai tựa game Duck Hunt và Gyro Might. Điều này đồng nghĩa với việc Duck Hunt được bán chung với nhiều máy NES hơn Mario đấy. Nhưng suy cho cùng thì Duck Hunt trên NES chỉ là hàng làm lại, bởi thực tế trò chơi được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1976, mang tên là Beam Gun Duck Hunt. Bộ trò chơi này bao gồm máy chiếu nhỏ được dùng trong phòng tối và cây súng mang hình dáng tương tự như NES Zapper. Cơ chế hoạt động cũng không khác nhiều với Duck Hunt về sau, khi người chơi sẽ cố gắng bắn hạ đốm sáng có hình dáng giống như là con vịt đang tứ tán trước mắt. Ý tưởng của trò chơi này thành công đến mức Nintendo quyết định hồi sinh lại nó vào 8 năm sau đó. Cho đến kẻ thừa kế như Untitled Goose Game và Goo Goose Duck. Bắn đi một thời gian rất là dài, người ta không còn nghe thấy điều gì về vịt hay ngỗng trong các tựa game bom tấn. Cho đến một ngày đẹp trời, vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, cả thế giới sửng sốt với một trò chơi thiếu nghiêm túc, đến mức cái tên của nó cũng thể hiện ra điều đó. Trò chơi không tên về con ngỗng. Nếu có ai đó hỏi rằng tựa game nào kỳ quặc và khôi hài nhất được ra mắt vào năm 2019, gần như chắc chắn câu trả lời đó là Untitled Goose Game. Tựa game tưởng như là một trò đùa vui nhảm nhí này đã thành công theo cách khó tin được với những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, doanh số ấn tượng trên các nền tảng và quan trọng hơn hết là trở thành một hiện tượng có sức ảnh hưởng cực lớn trên mạng Internet. Trở lại với nhà sản xuất của Untitled Goose Game là How House thì đây là một studio không chuyên nghiệp cho lắm. Thậm chí thành viên sáng lập là Jacob Strasser còn nói đùa rằng sau 3 năm thành lập, cho đến khi thực hiện Untitled Goose Game, họ đã chuyên nghiệp hơn 3 năm về trước. Bởi ít nhất thì bây giờ ở trong nhóm cũng không ai còn phải lo lắng về bài tập ở trên giảng đường nữa. Vì sao lại như vậy ha? Vì How House được thành lập bởi 4 sinh viên đại học gồm Nico Disseldorf, Stuart Gillespie Cook, Jacob Strasser và Michael McMaster. Sản phẩm đầu tay của House House là một tựa game 2D khá là bựa mang tên Push Me Pull You. Trò chơi được cả nhóm thực hiện vào thời gian rảnh rỗi, sau công việc hay trong lúc nghỉ giải lao sau giờ học. Dù không quá trông mong vào thành tích của Push Me Pull You, nhưng cả nhóm vẫn đồng ý thử gửi bản demo game đến cho Sony để thử cái vận may. Và cũng chả hiểu vì lý do gì, hay cũng có thể do đây là game miễn phí, chỉ ăn chia theo hình thức hoa hồng trên doanh số, nên trò chơi tưởng chừng như rất là nhảm nhí đó cuối cùng lại được ông lớn đồng ý và phát hành trên PlayStation Store. Ghê chưa? Dù không nhận được ngay xu nào từ Push Me Pull You, nhưng House House đã được cộng đồng game thủ chú ý cũng như chính phủ Úc hỗ trợ cho một chút tiền khởi nghiệp để chạy quảng cáo. Họ chạy xong chiến dịch quảng cáo và nhận về lợi nhuận ít đến nỗi. Theo lời nhóm phát triển thì thôi, giữ lấy muỗng trà sữa chứ đừng chia nhau làm gì cho mang nhục. Tuy nhiên, House House vẫn rất vui vì cuối cùng cũng đã làm ra tựa game cả nhóm đều thấy hài lòng với nó và được tiếp thêm động lực để sáng tạo các dự án mới. Quá trình lớn lớn vui sướng từ việc ra lò game bựa Push Me Pull You đã trở thành cảm hứng để nhóm tiếp tục ra mắt thêm một con game cũng bựa lòi không kém, mang tên Trò chơi không tên về con ngỗng hay Untitled Goose Game. Đây là một trò chơi dạng mô phỏng, hành động và cả chiến thuật lén lút. Chỉ có điều thay vì là một người lính hay là điệp viên thì bạn sẽ phải vào vai một con ngỗng. Trong cái hình hài lạ lùng đó, những công việc cần làm trong task list đó chính là đi tới thị trấn của con người, tìm mọi cách để phá hủy tất cả những gì mình gặp trên đường và biến cuộc sống của những cư dân lương thiện thành địa ngục và chờ xem hệ thống chấm điểm sẽ đánh giá mức độ phá hoại của bạn thành công đến mức nào. Nghe có vẻ đơn giản ngang, nhưng mà cuối cùng Untitled Goose Game lại trở thành cú hit và đặc biệt trên nền tảng Nintendo Switch khi dẫn đầu doanh số bán lẻ ở nhiều khu vực khác nhau. Trò chơi trở thành một hiện tượng mạng khi mà nhiều streamer, youtuber chơi và đánh giá nó cùng với các meme hài hước cứ liên tục phủ sóng trên mạng xã hội.
Cũng phải đến 2 năm rồi, chúng ta không được thấy thêm trò chơi nào về ngỗng hay là vịt để có cái mà mọt tuổi chém gió với quý vị. Nhưng mà rất may, GetGo Studio đã có mặt và mang đến Goose Goo Duck, một tựa game lấy cảm hứng từ đủ thứ board game như ma sói, yếu tố hành động lén lút, khả năng bốc phét của kẻ thủ ác trong cuộc thảo luận công khai, và dĩ nhiên là một chút may mắn để làm thịt cả phi hành đoàn trên tàu vũ trụ mà không bị phát hiện. Nghe mô tả sơ sơ á, thì cảm giác cái game này nó có gì khác với Among Us đâu nhỉ? Đúng rồi, vì trò chơi này ăn theo tựa game của Marcus Bromander hoàn toàn. Ngoài trừ việc các nhà sản xuất đã cố gắng thêm vào một số vai trò mới để chứng tỏ đây không phải là thứ đồ sao y bản chính mà có công sức sáng tạo đàng hoàng. Về cơ bản với người Việt Nam thì cái tên Goose Duck sẽ không để lại ấn tượng gì cho lắm. Nhưng nếu Nhật Bản có Kagome Kagome, Việt Nam có Bịt Mắt Bắt Dê thì đám trẻ lục địa già lại có Duck Duck Goose. Đây là một trò chơi truyền thống của trẻ em phương Tây, thường được phổ biến lần đầu tiên cho các bé ở trường mầm non hoặc mẫu giáo. Trò chơi này cũng có thể được nâng cấp để đám học sinh tiểu học có cái mà vận động trên sân chơi dành cho chúng. Mục tiêu của Duck Duck Goose là yêu cầu người chơi ngồi thành vòng tròn, quay mặt vào nhau. Một người được chọn làm người chơi, đi vòng sau lưng những người khác, vỗ vai vào từng người và gọi vịt vịt cho đến khi quyết định gọi ai đó là ngỗng. Lúc này, ngỗng sẽ đứng dậy và đuổi theo người chơi, trong khi người chơi sẽ cố gắng chạy thật nhanh để chiếm chỗ ngồi khi nãy của ngỗng. Mà nếu người chơi thành công nha, ngỗng sẽ thua và trở thành người chơi để bắt đầu trò chơi lại từ đầu. Và nếu người chơi bị ngỗng chạm vào thì ngỗng sẽ trở về chỗ ngồi của mình và người chơi sẽ tiếp tục làm lại từ đầu. Rõ ràng các nhà sản xuất của Goose Goose Duck đã chơi chữ khi lật ngược lại tên của một trò chơi thiếu nhi. Đồng thời ở trong game họ cũng cho một bầy ngỗng đang tìm cách sửa tàu vũ trụ nhưng bị mấy con vịt âm bình chương khí lẫn vào đó để tìm cách làm thịt cả bầy ngỗng. Tuy nhiên như đã nói ở trên, dù ăn theo Among Us nhưng Gaggle lại không thích bị người ta nói không làm mà hưởng, nên họ đã chế tạo ra thêm 20 vai trò khác nhau cho kẻ giấu mặt lẫn phi hành đoàn, đủ để khiến người chơi bị rối não nếu lỡ tham gia vào Goose Goose Duck. Hiện tại các streamer đa số vẫn chọn lối chơi cơ bản tương tự như Among Us để khán giả dễ tiếp thu. Nhưng biết đâu về sau, nếu game đủ hot, họ sẽ làm thêm các video về những vai trò mới. Bên dưới là 20 vai trò khác ngoài vịt và ngỗng trong Goose Goose Duck. Duck Road. Assassin's Duck. Đoán đúng được giết người trong cuộc họp, đoán sai thì chết. Cannibal Duck. Được phép ăn xác một lần trong game để phi tang. Lover Duck. Cặp đôi vịt sống sót cuối cùng sẽ thắng. Muffling Duck. Có thể cải trang thành kẻ khác. Professional Duck. Vịt chuyên nghiệp. Có thể giết mà không bị ai phát hiện. Ngỗng cũng sẽ không thể report bạn trừ khi chúng đến gần cảnh sát. Silencer's Duck. Buộc một người chơi phải câm mồm khi tổ chức hội nghị. Spy Duck. Nếu chỉ có mình bạn bỏ phiếu cho ai đó, bạn sẽ biết vai trò của kẻ đó. Goose Row. Birdwatcher Goose. Có thể nhìn xuyên tường nhưng tầm nhìn gần rất kém. Canadian Goose. Thằng vịt nào dám giết bạn, nó sẽ bị phát hiện cùng cảnh sát. Detective Goose. Kiểm tra một đồng bọn bất kỳ một lần trong game, xem nó có phải là vịt hay không. Gravy Goose. Hoàn thành nhiệm vụ có thêm tiền, nhưng chết là mất hết. Lover Goose. Cặp đôi ngỗng sống sót cuối cùng sẽ thắng. Mechanic Goose. Có thể sử dụng đường ống thông hơi để di chuyển. Medium Goose. Có thể phát hiện nhiều bóng ma. Còn nhớ game The Medium của Bloober Team chứ? Mimic Goose. Vịt sẽ nhìn thấy bạn là một con vịt khác. Sheriff Goose. Có thể giết bất cứ kẻ nào, nhưng hễ cứ giết một con ngỗng thì tự động thua. Snoop Goose. Có thể ẩn nấp phía sau các góc khuất. Technician's Goose. Ngỗng kỹ thuật. Phát hiện nơi mà bọn vịt ấn nút phá hoại tàu. Vigilante's Goose. Có thể giết một người chơi mà không để lại bất cứ hậu quả gì. Special Drone. Dodo. Bị vote kích khỏi tàu là auto win. Falcon. Miễn nhiễm với vote, chỉ thua nếu bị vịt giết hoặc ngỗng hoàn thành sửa tàu. Pigeon. Truyền nhiễm COVID-19 cho mọi người trước khi ai đó kịp mở hội nghị là chiến thắng. Vulture. Cần. Ăn được xác 3 con ngỗng bị giết để giành chiến thắng.
Yeah, tạm thời là như thế, trước khi có game mới về ngỗng và vịt thì sẽ tính tiếp. Nhưng e rằng ngày đó sẽ còn hơi bị lâu á. Bởi nói cho cùng thì đàn gia cầm vốn không phải là đối tượng ưu tiên của các nhà sản xuất game cho lắm. Đó cũng là lý do vì sao nói Google's Duck chỉ xếp thứ 2. Vì tìm mỏi cả mắt cũng chỉ có 2 tựa game tương đối mới. Nếu không xếp thứ 2 thì muốn xếp thứ mấy bây giờ? Anh em có con game nào bự bự như vậy không? Comment bên dưới đi. Còn nếu muốn Mọt Tươi tiếp tục ra những video bự bự như thế này thì còn chần chờ gì nữa mà không cho Mọt một like, một subscribe ngay đi nào. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các anh em vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần nha. Bye bye.